Minxi, mẫu Victoria's Secret chiêu trò, đổi đời nhờ sinh cháu đích tôn cho gia tộc Macau quyền thế. Có thể nói Minxi một bước thành bà hoàng khi hạ sinh cho gia tộc trùm sòng bạc Macau cháu đích tôn kháu khỉnh đáng yêu. Cô người mẫu Thượng Hải vương tầm thế giới. Minxi Hề Mộng Giao, sinh năm 1989, là mỹ nhân chính gốc Thượng Hải hoa lệ. Sở dĩ có cái tên Minxi là bởi khi phiên âm tên cô, nhiều người đã nhầm lẫn chữ Men trong mộng thành chữ Minh. Kể từ đó, thay vì Giao Minxi thì cô thành danh với nghệ danh Minxi. Sở hữu gương mặt thanh tú và chiều cao khủng 1m78. Năm 2007, Hề Mộng Giao tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang và biểu diễn của Đại học Đông Hoa. Năm 2009, nhờ tham gia chương trình tuyển chọn của Đài Đông Phương, Hề Mộng Giao lọt vào top 5 khu vực Thượng Hải. Cùng năm đó, lọt vào chung kết của cuộc thi Người mẫu ưu tú thế giới lần thứ 26, dừng chân ở top 15. Kể từ đây, Minxi dần dần tiến thân vào giới thời trang, cạnh tranh thảm khốc. Năm 2010, Minxi bắt đầu gia nhập làng thời trang thế giới bằng việc tham dự tuần lễ thời trang tại Paris, sau đó trở thành người mẫu châu Á đầu tiên trong lịch sử tham gia chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Givenchy. 3 năm sau, Minxi là siêu mẫu châu Á thứ tư có vinh dự sải bước tại sàn Victoria's Secret danh giá. Minxi chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình, song theo những gì mà cô từng tiết lộ, bố mẹ của Minxi là một người có tầm ảnh hưởng với sự nghiệp người mẫu của cô. Ngày Minxi còn nhỏ, khi biết con gái không hứng thú với việc học văn hóa, bố mẹ cô đã đầu tư chuyên tâm vào sự nghiệp thời trang của con, gửi cô sang tận Paris theo học. Từ điều này có thể thấy bố mẹ Minxi là những người có đầu óc cởi mở, gia đình cũng rất có điều kiện. Chân dài chiêu trò từng bị ném đá trên chính sân nhà. Trong suốt quá trình sự nghiệp làm người mẫu của mình, phốt to nhất của Minxi là liên quan đến một lần sải bước tại Victoria's Secret khi show được tổ chức tại Thượng Hải. Trong lúc đang rạng rỡ khoe vóc dáng 0% mỡ thừa, Minxi bất ngờ trượt ngã. Mặc dù nhận được nhiều lời thương cảm, tuy nhiên những gì mà bạn của Minxi thể hiện sau đó lại khiến cô bị chê cười và lập tức bị gán danh siêu mẫu chiêu trò. Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên trang mạng xã hội sau sự cố của Trần Học Đông, cậu em thân thiết của siêu mẫu, tiết lộ cổ chân sưng tấy, ửng đỏ của Minxi cùng lời nhắn: sưng đến nhường này, trước hết hãy làm giảm sưng đi, chị là người tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, netizen xứ Trung đã có màn bóc phốt thần thánh, nhiều bằng chứng đã chứng minh được rằng bức ảnh do Trần Học Đông chụp thực chất không phải chụp tại show Victoria's Secret. Nói cách khác, đây là bức ảnh Minxi từng bị thương tại một show khác trước đó, nhưng lại được Trần Học Đông lấy ảnh này ra để chia sẻ. Dữ kiện đầu tiên liên quan đến MC Tạ Na. Trước đó, Tạ Na có chia sẻ một status vô tình tiết lộ Minxi từng bị thương trước show diễn của nữ nghệ sĩ Lưu Gia Linh. Minxi đã bị chấn thương dây chằng và đứt gân cho nên phải đi trị liệu. Chính vì vậy, Minxi không thể góp mặt tại show của Lưu Gia Linh. Trong một bài đăng khích lệ của Trần Học Đông trước ngày Victoria's Secret diễn ra, nam diễn viên có chia sẻ hình ảnh Minxi ngồi xe lăn. Theo nguồn tin khẳng định, Minxi đã từng bị thương trước đó một tháng, có sử dụng một đôi giày màu đen. Và trong bài đăng chia sẻ cổ chân bị thương sau cú ngã, Trần Học Đông đã để lộ một tình tiết quan trọng. Anh không hề biết đôi giày đấy cũng xuất hiện trong bức ảnh cổ chân sưng tấy kia. Màn bóc phốt trên khiến Minxi nhận về vô số chỉ trích và ghét bỏ. Thậm chí đã có người lật lại quá khứ, Minxi từng nói nếu bị ngã tại sàn Victoria's Secret, cô sẽ giải nghệ. Tuy nhiên, Minxi vẫn hoạt động trong giới giải trí bình thường. Chuyện tình ồn ào, nhiều drama không kém của Minxi. Đời tư của Minxi khá bằng phẳng cho đến khi cô hẹn hò với thiếu gia Hà Du Quân, cậu ấm nhà trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sơn. Kể từ đó, paparazzi bám theo Minxi mọi lúc mọi nơi để ghi lại những hình ảnh ngọt ngào của hai người. Hà Du Quân sinh năm 1995, được đánh giá là thiên tài ngay từ khi còn đang cắp sách tới trường. Anh chàng trở thành sinh viên Hồng Kông duy nhất được Miss nhận, đồng thời cũng là thạc sĩ tài chính trẻ nhất lịch sử Miss. Độc lập tài chính và có sự nghiệp riêng, Hà Du Quân từng gây sốt khi tham gia chương trình Bộ não siêu việt với khả năng tính toán tài trí hơn người. Không chỉ vậy, Hà Du Quân còn đốn tim fan nữ bởi vẻ ngoài điển trai ga lăng, đồng nghĩa với việc tình trường của Hà Du Quân cũng phong phú không kém khi từng hẹn hò với nhiều thiên kim tiểu thư trong quá khứ. Cả hai cùng tham gia một show truyền hình dành cho các cặp đôi đang yêu. Hà Du Quân quyết định hạ cú chốt khi tỏ tình bằng màn hình lép. Theo thông tin, cô được cả nhà bà Tư yêu mến, dành nhiều tình cảm. Mọi chuyện đã được xúc tiến nhanh sau đó khi paparazzi bắt gặp Minxi gặp gỡ mẹ chồng, bà Tư Lương An Kỳ. Thời điểm này trong giới đã rộ lên tin đồn Minxi đang mang thai. Tuy nhiên, Hà Du Quân mạnh miệng đáp trả sẽ treo thưởng 350 tỷ đồng cho ai tìm ra người nào đó mang thai con của anh. Đây được cho là hành động phủ nhận Minxi mang bầu. Tới tháng 5 năm 2019, trong giới râm ran về màn cầu hôn, 99.999 đóa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương siêu to khổng lồ của Mario bất ngờ dành tặng Minxi. Tuy nhiên, màn cầu hôn bị cho là màu mè giả tạo khi nhiều người loan tin Minxi luyện tập từ trước, thiết kế hội trường và cũng bị chê quê mùa. Thời điểm này, dân tình đã super soi vòng 2 của Minxi và cho rằng cô đã mang thai. Sau đó, Minxi và Hà Du Quân tiếp tục gây bão khi tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Vòng hai lớn của Minxi liên tục trở thành tâm điểm báo chí, nhưng cả hai nhân vật đều không thừa nhận. Trong khoảng thời gian cuối thai kỳ này, Hà Du Quân liên tục bị phát hiện đi chơi, du lịch cùng gái lạ, còn Minxi lại chia sẻ ảnh tại khách sạn, làm dấy lên nghi ngờ cô mâu thuẫn với mẹ chồng nên không được đường đường chính chính bước vào hào môn. Cú tweet đổi đời của Minxi, một bước trở thành nữ hoàng nhờ sinh được đích tôn.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Hà Du Quân khiến cả showbiz Hoa ngữ náo loạn khi thông báo bà xã đã sinh quý tử đầu lòng. Điều đáng nói, từng câu từng chữ của Hà Du Quân nhấn mạnh rằng con trai anh chính là đích tôn đời thứ 5 của gia tộc nhà họ Hà. Đây là điều mà bố anh trùm casino Hà Hồng Sơn luôn mong ngóng từ bao lâu nay và phải tới tận gần 100 tuổi ông mới được hoàn thành tâm nguyện. Hà Du Quân còn cho biết tên con trai mình là do bố đích thân đặt cho với kỳ vọng gia tộc họ Hà ngày càng lớn mạnh và phát triển. Điều này hoàn toàn đồng nghĩa với việc Minh Si trở thành cô con dâu đắt giá nhất của gia tộc nhà họ Hà. Ngay sau khi sinh quý tử, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, vợ chồng Hà Du Quân, Minh Si đã được bà Tư Lương An Kỳ dành tặng căn siêu biệt thự trị giá 500 triệu đô la Hồng Kông, tương đương gần 1.600 tỷ đồng. Thậm chí mỗi tháng cô nhận được số tiền 2 triệu đô la Hồng Kông, 6 tỷ đồng tiền tiêu vặt. Chỉ sau 2 năm, con cả Ronaldo chào đời, Minh Si và Hà Du Quân tiếp tục chào đón đứa con thứ hai. Mới đây nhất, chân dài sinh năm 1989 được bắt gặp khi xuất hiện một mình tại một phòng khám. Điều đáng chú ý, truyền thông dồn sự quan tâm vào động tác Minh Si liên tục lấy tay che vòng hai. Điều này làm dấy lên tin đồn Minh Si đã mang thai lần thứ 3 chỉ sau 3 tháng hạ sinh tiểu công chúa thứ 2 cho nhà họ Hà.